kênh cá cảnh của mình. Thì ngày hôm qua mình đi ra tiệm cá cảnh đó các bạn, mình mua cám cho mấy con cá. Thì mình vô tình mình tìm ra được một loại cám mới nha. Vô tình mình tìm ra một loại cám mới và mình sẽ tiến hành trộn cám cho cá với màu với một cái công thức hoàn toàn mới. Bởi vì cái cám này á, cái hiệu thì quen thuộc, nhưng mà cái loại này á, là cái độ đạm nó hoàn toàn khác biệt. Cho nên mình hy vọng nó sẽ có một cái kết quả tốt hơn cái loại cám kỳ rồi nha. Với một cái giá thành rẻ hơn luôn. Cái loại cám mới này độ đạm cũng khá là cao, 40% protein lận. Nhưng mà cái độ chất béo của nó có 2% thôi. Đó, chất béo hơi thấp. Thì mình sẽ trộn với một cái loại này. Cái loại này cho các bạn xem. Đó, cái loại này thì như các bạn biết rồi. Đó, cám cá La Hán. Cám dành cho cá La Hán này mình đã từng cho cá của mình ăn rồi. Nó cũng khá là tốt. Đó. Thì mình đâm nhuyễn, bỏ công ra đâm nhuyễn đã đời nha các bạn. Rất là mệt. Ha, chả mồ hôi đổ nhẹ luôn rồi. Đó, cám này đó. Thì đây. Cái gói của nó nè, để mình lấy cho các bạn xem. Nè. Gói nó đây. Cao cui. Đó, độ đạm 40%. Ha. Thì hy vọng thì cái loại cám mới này nó sẽ có cái kết quả tốt hơn cái loại cám kia rồi. Cái loại cám kia rồi thì cái loại cám vàng vàng á, cái bịch vàng vàng này nè, cái bịch vàng vàng này nè, đạm mới có 28%, 26%, quá yếu ha, quá yếu, khá là yếu. Đó, thằng cá của mình ăn này cũng phát triển bình thường, nhưng mà nó không có dạng như là lớn như cái đợt trước, lớn như cám đợt trước. Thành ra kỳ này là mình sẽ làm cái công thức hoàn toàn mới nha. Trộn 50%, 50g cám cá La Hán, độ đạm 60%, độ béo là 5%, với lại 50g cám cao cui, độ đạm 40%, độ béo 2%, thì chia ra độ đạm sẽ 50% và độ béo nó sẽ là 3.5% nha. Thì hy vọng là cái của mình kỳ này sẽ phát triển tốt hơn nha. Mời các bạn cùng với mình tiến hành trộn cám nha. Đây. Cám mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nè, đâm cũng đã đời nha các bạn ha. Mình dự định là mình có cái trứng gà bị bể nè, dự định mình đem ra mình sử dụng luôn, nhưng mà cũng lười quá trộn có trứng gà vô các bạn, thì nó rất là bổ ha, chắc chắn là điều đó rồi, bổ rồi cái chắc rồi. 50% này 50% kia, và cái loại mà loại men mình sẽ không thiếu ha, không thiếu cái này được. Mình mới mua cái hộp này có 20k. 25 gói mang tiêu hóa sống nhà bio Subtin, đồ Subtin 2 thế hệ này, chắc thế hệ số 2, thành ra nó để số 2 đó, không thể thiếu cái mang tiêu hóa này. Thì 100g thì mình sẽ cái gói này là khác nha các bạn, cái gói này khác so với cái gói kìa rồi. Cái gói kìa rồi là cái gói giấy, còn cái gói này á là sẽ là cái gói nhựa. Xin lỗi bạn, để mình nghe điện thoại xíu nha. Rồi mình đã trả lại rồi đây. Cái này là nó sẽ là gói nhựa, cái loại này hình như là cái loại khác nữa này, nhưng mà nó cũng là một cái dạng của men tiêu hóa nha. Đó, cũng y chang, không khác biệt gì mấy. Như đây thì mình sẽ trộn với nó tầm khoảng 4 gói đi. Thì vì cái này nó ghi trong cái tờ giấy là sẽ không có tác dụng phụ, thành ra mình cũng không sợ ha, nó sẽ không có tác dụng phụ. Men này là men tiêu hóa sống nha các bạn, các bạn không thể mà trộn men này mà các bạn đem đi đem đồ trộn các bạn đi chiên đi xào được nha. Nó gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ chết ha, nó sẽ chết mấy con vi sinh hết, cho nên các bạn nên là trộn xong cho cá ăn rồi các kiểu á. Thì tốt nhất là cử nào thì trộn cử đó, còn mình nó thì không sao, mình mỗi họ trộn chung cám luôn, kệ nó. Nói cái con này nó tồn tại dạng bào tử, mình cũng có đã đọc rồi, nó tồn tại dạng bào tử sẽ tốt hơn. Ê. Rồi, 4 gói rồi. Đó, dự định là trộn thêm trứng gà nữa, chứ không phải là mấy cái này không nha. Nếu mà trứng gà thì các bạn cần phải sử dụng, nếu mà bạn muốn trộn thêm trứng gà
thì rất là tốt rồi. À, trứng gà để bạn khỏi phải nói, nó là rất là bổ dưỡng, cá ăn rất là sùng nha. Nhưng mà các bạn cần phải chú ý tới cái thời gian sử dụng của nó, cũng như là các bạn bảo quản trong tủ lạnh thì mình nghĩ chắc tầm khoảng được 3 ngày á. Mình nghĩ là cho ăn tầm khoảng được 3 ngày, nếu mà để quá thì nó sẽ bị hư. À, nó bị hư lúc đó là khi mà bạn cho cá ăn đó, là nó sẽ dễ bị dư quá nha, sẽ bị dễ bị giống như là bị sình bụng nè, bị ăn hỏng tiêu, sình bụng các kiểu đó, đi phân sống rồi đó. Đó thì trứng gà thì bạn cần phải cẩn thận khi mà sử dụng, tại vì mình trộn là mình phải cho ăn liền. Mình làm khô cá, mình sấy khô, mình chiên khô, mình xào cũng được, tốt nhất là mình nên xào. Mình bắt lên chảo á, mình xào khô nó một cái rồi mình tán nhuyễn ra, rồi mình bảo quản trong tủ lạnh thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Nhưng mà khi mà các bạn bắt lên chảo bạn xào á, thì trước khi mà các bạn xào á, bạn đừng trộn mang tiêu hóa trước nha. Mang tiêu hóa này là mang tiêu hóa sống, các bạn bắt lên các bạn ấy là chết luôn á, là hư luôn á, là coi như là xài mà không có hiệu quả đó nha. Đó nè, cho bạn xem hộp cám. Cám này mình cũng đâm đã đời nhưng mà nó cũng nhuyễn không được nha, đâm rất là kỹ rồi nhưng mà nó cũng có thể nói là có một số là nó sẽ nhuyễn hơn cám thái và có một số là sẽ to hơn cám thái, thì cũng xem á, cá lớn cá nhỏ ăn chung được không sao, tại vì mình cũng thủ công lấy chài đâm mà các bạn, đâu phải sử dụng máy xay đâu, máy xay thì nó sẽ nhuyễn hơn. Đó, cá màu xám trộn với cá màu hồng để ra vậy. Mình thì xài cái bịch này á, cái bịch đâu rồi, cái bịch hồi nãy mình để đâu rồi ta, nên là mình bán là cái bịch này nó tới 100 gram lận, cái bịch này tới 100 gram lận, mình mới trộn có nửa bịch thôi, còn nửa bịch nó nằm trong đây nè, còn nửa bịch nó đâm mình nằm, mình đâm là bỏ trong đây, mình giữ trong đây á, tại vì lỡ khui ra rồi mất công bị ấy nữa, thành ra mình sẵn tiện mình đâm luôn, thành ra mà nó là đâm nữa là mệt, sao hoài luôn. Đó, dự định là có trộn trứng gà nữa. Cám cũ của mình thì hết rồi, hy vọng là cái lọt này á là mình kéo độ đạm nó lên tới 50 ha, độ đạm mình kéo sẽ lên tới 50 và độ béo mình sẽ kéo lên tới 3.5, thì hy vọng là nó sẽ độ béo là thúc cho con cá nó mập nha các bạn, chất béo nó thúc cho con cá nó mập nha. 3.5, hy vọng kỳ này nó sẽ có thể nói là phát triển tốt hơn cái cám kỳ rồi, mà giá thành nó cũng rẻ hơn, chạy như là 100 gram là của mình tốn có 37.500. Rồi bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng với mình tiến hành cho cái đàn cá của mình ăn cái loại cám trộn mới này, xem phản ứng của tụi nó như thế nào nha. Thì đó. Mình có mua một số chén tô nhựa kìa về đó, mình làm cái món ăn cho tụi nó. Tụi này có vẻ hôm nay sao thấy tụi nó không được mạnh dạn lắm nha. Còn bữa nó mạnh dạn lắm. Tụi này nó mạnh dạn lắm, nay sao thấy nó không được mạnh dạn như ta. Mình ghẹo tụi nó lên coi. Bài này bỏ qua bài này đi, mình cho bài trên này ăn đi, mình cho cái bài này ăn thử ra. Cám này mình đâm cũng khá là nhuyễn ha, ăn cũng được. Để rồi mình cho mình làm rồi mình cho tụi nó ăn rồi mình sẽ cập nhật. Đó, mình sẽ cập nhật kết quả cho các bạn. Thì cũng như những loại trước, sau 7 ngày thì mình sẽ ra một cái bản cập nhật kết quả và cho cá ăn cám này. Bảy ngày mình sẽ ra một cái bản kết quả. Có cá con này các bạn thấy không?
có cá con mới đẻ đó, để được vài con ạ. À, ý có cũng bồn bộn nè, giờ có cá con rồi, để mình cho nó ăn một chút xíu, lần cho mấy con cá con nó có nó ăn. Nó nè đòi ăn nè các bạn, xin ăn. Cái trứng gà nãy mình đã tiến hành mình trộn rồi, mình đã tiến hành mình trộn ha, nửa ổ cám này, nhưng mà nó sệt quá, nó nhão quá, mình ở đây mình bỏ lại tủ lạnh cho sấy lạnh á, nó khô lại rồi mình mới cho tụi nó ăn được, nhão quá. Giờ mình chưa có cái máng ăn nào cho nó phù hợp nữa, thành ra bây giờ sẽ cho tụi nó ăn thức ăn khô, rồi chắc tầm khoảng chiều nay mình sẽ đâm nhuyễn cái kia trở lại. Đó, nó quến cực cục rồi. Đó. Chắc chiều nay sẽ đâm phải làm thêm quần nữa. Đó, cũng có thể nói là cũng sai lầm, mình trộn cái trứng gà. Đó, lượng cám của mình vào kia nó cũng đủ rồi, lượng béo nó cũng đủ rồi. Cá nó cũng đâu có thiếu gì nữa đâu. Bài vẽ cho mình trộn trứng gà vô chị không? Đó, làm hư một lượng cám đáng kể nha, nếu mà hư là hư một lượng cám đáng kể luôn. Bài này nay có đẻ cá con nữa nè các bạn, thông báo với bạn một tin nồi này nay có đẻ cá con nữa. Nếu bạn nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy cá con của nó đâu rồi nè, đó có cá con rồi đó. Sáng này mình cũng thay nước cho tụi nó, thay nước cho tụi nó mình mới thấy. Bởi vì mình cầm hơi bị trái tay chút xíu á, thành ra nó đấy. À, tại vì giờ mình cho nó ăn tụi nó cũng là chắc cũng lố cử rồi, nên thấy tụi nó cũng không mặn mồi gì lắm. Sáng giờ mình cũng quần dữ quá, mình thay nước mà xăm soi dữ quá, thành ra nó cũng không có mặn mồi gì lắm. Vố cử cho ăn là vậy đó các bạn. Bài này là cá con ba ba, không biết bao nhiêu mà đếm. Đó, bài này cá con bạn thấy mà ú không? Ú à. Với lại kỳ này mình đâm mức ăn hơi to. Cưng chưa? Đó, ở cái giai đoạn cá con này thì hầu như là mình không yêu cầu tụi bay mau lớn, tao chỉ yêu cầu tụi bay sống đủ cho tao là được ha, đa số là như vậy. Đó, rồi đợi nó lớn chút xíu rồi mình muốn đổi thức ăn, mình muốn cho ăn gì mình cho ăn cũng được, nó cần thiết lắm. Nó hơn một tuần tuổi rồi đó mà bạn thấy còn có chích nị. Con rác này nó chậm lớn. Đây là cũng là một trong những lý do mà ít người mà nuôi con rác theo cái kiểu kinh doanh này. Giá thành thì cũng không cao. Đó, cái giá của con rác nó đâu có cao, có vài chục ngàn một cặp, nhưng mà đổi gì lắm luôn. Rồi
tại cái dòng thức ăn này nó chìm nhiều quá, nó chìm nhiều quá, cá nó sẽ chắc mình phải làm món ăn rồi, mình cũng có mua tô mua ấy rồi. Tì này nó chìm nhiều quá. Thôi ghen. Thôi tới cho ăn cái bài coi ghen này thôi nha các bạn. Đó, mình xin được phép dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video thứ hai mình nha. Đó. Bye bye các bạn nha.